Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tech Trần TV, và như thường lệ, đây sẽ là khoảng thời gian chúng ta chia sẻ với nhau những tin tức nóng nhất về bóng đá Việt Nam. Liên quan đến chiếc ghế nóng mà đội tuyển Việt Nam đang bỏ trống ở vị trí huấn luyện viên trưởng, thì mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã liên hệ với công ty quản lý của huấn luyện viên Park Hang-seo để tìm ra những cái tên phù hợp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Nhưng đặc biệt trong đó lại không có cái tên huấn luyện viên Park Hang-seo. Báo Hàn Quốc tiết lộ tương lai huấn luyện viên Park Hang-seo sau tin đồn dẫn dắt tuyển Việt Nam. Sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên Chu Jie đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, nhiều người cho rằng ông Park Hang-seo chính là ứng viên sáng giá nhất để dẫn dắt tuyển Việt Nam. Đáng nói, thời gian gần đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng có những động thái cho thấy ông đã sẵn sàng trở lại làm huấn luyện viên. Cụ thể, trong bài đăng trên trang Facebook cá nhân, huấn luyện viên Park Hang-seo viết: "Mọi thứ đầy hứa hẹn khi mùa xuân đến. Chú gấu sau giấc ngủ đông đã thức dậy và tìm kiếm thử thách mới của mình." Nhưng trong bài viết mới đây, tờ Chosun Hàn Quốc lại cho biết ông Park không hề có ý định trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam. Thực tế, VFF đã liên hệ với công ty đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo là DJ Management để tìm người thay thế huấn luyện viên Chu Jie. Tuy nhiên, trong số những cái tên được đưa ra, không có huấn luyện viên Park Hang-seo. Bản thân huấn luyện viên Park cũng không có ý định dẫn dắt tuyển Việt Nam. Nếu trở lại, nhiệm vụ chính của ông ấy là vô địch AFF Cup 2024. Tuy nhiên, Indonesia của huấn luyện viên Shin Tae-yong đang vươn tầm mạnh mẽ. Do đó, chưa chắc huấn luyện viên Park Hang-seo có thể mang về thành công. Dù đã chia tay đội bóng từ lâu, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn nhận được tình cảm từ người hâm mộ Việt Nam. Nếu thất bại, hình ảnh của ông ấy sẽ suy giảm. Do đó, huấn luyện viên sinh năm 1957 đã cân nhắc kỹ điều này, tờ Chosun nhận định. Bên cạnh đó, tờ báo Hàn Quốc cũng khẳng định nếu huấn luyện viên Park Hang-seo có trở lại thì đó cũng chỉ là phương án tạm thời. Trong khi phía VFF lúc này đang tích cực tìm huấn luyện viên mới cho đội tuyển Việt Nam. Ở cuộc họp mới đây, đa phần thành viên ban chấp hành muốn tìm huấn luyện viên người Nhật Bản hoặc Hàn Quốc cho những chiến binh sao vàng. Tuy nhiên, những nội dung này chỉ dừng lại ở mức trao đổi sơ bộ và chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra. Trở lại với câu chuyện chuyển nhượng tại V-League, sau rất nhiều lùm xùm thì cuối cùng tương lai của tiền đạo Đình Bắc đã được quyết định. Cầu thủ này sẽ không di chuyển ra nước ngoài, cũng không di chuyển đến một câu lạc bộ khác, mà sẽ vẫn ở lại Quảng Nam để thi đấu tiếp lượt về V-League 2023-2024. Sau khi trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2026 khép lại, các cầu thủ đã trở về câu lạc bộ chủ quản, chuẩn bị cho vòng 14 V-League. Tương lai của Đình Bắc nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ khi bất ngờ từ chối đầu quân cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Thời gian qua có thông tin Đình Bắc đang nằm trong tầm ngắm của Nam Định FC và một số câu lạc bộ của Nhật Bản. Tuy vậy, theo huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn, câu lạc bộ Quảng Nam, Đình Bắc vẫn còn hợp đồng đào tạo trẻ với Quảng Nam, nên sau khi từ chối thi đấu cho Hà Nội FC, cậu ấy phải trở về câu lạc bộ Quảng Nam. Như vậy, sau khi kết thúc trận lượt về với tuyển Indonesia, Đình Bắc sẽ trở lại Quảng Nam để chuẩn bị thi đấu ở vòng 14 V-League 2023-2024. Theo tiết lộ từ huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn, cậu ấy vừa tham gia thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, nên chúng tôi sẽ theo dõi kỹ càng về thể trạng cũng như sức khỏe, phong độ Đình Bắc, rồi mới quyết định có thể xếp cậu ấy thi đấu ở trận gặp thể công Viettel hay không. Để chuẩn bị cho lượt về V-League 2023-2024, rất nhiều những cầu thủ quan trọng của các đội bóng đã quay trở lại sau chấn thương. Trong đó đáng chú ý có trung vệ Quế Hồng Hải đã chính thức trở lại sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương. Đây là một tin vui không chỉ với câu lạc bộ BKMX Bình Dương mà còn vui với cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi thủ lĩnh của đội tuyển Việt Nam đã chính thức bình phục chấn thương. Trong thời gian qua, đội tuyển Việt Nam liên tục thi đấu kém ấn tượng tại Asian Cup và vòng loại World Cup 2026 cũng bởi thiếu vắng nhiều trụ cột ở hàng thủ như Văn Lâm, Văn Hậu và Quế Ngọc Hải. Trung vệ Quế Ngọc Hải dính chấn thương ở bắp đùi và phải chia tay đội tuyển Việt Nam trước Asian Cup. Sau đó, cầu thủ gốc Nghệ An tiếp tục trở lại thi đấu ở V-League, nhưng sau đó bị tái phát chấn thương và vắng mặt ở hai trận gặp tuyển Indonesia mới đây. Theo thông tin mới nhất từ trang chủ của câu lạc bộ Bình Dương, Quế Ngọc Hải đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội và khả năng sẽ ra sân vào cuối tuần này khi Bình Dương làm khách của Hà Tĩnh ở vòng 14 V-League. Sự trở lại đúng lúc của Quế Ngọc Hải sẽ giúp câu lạc bộ Bình Dương mạnh mẽ hơn trong chặng đường đua vô địch với các đối thủ sừng sỏ. Đồng thời, sự tái xuất của Hải Quế cũng sẽ giúp hàng thủ của tuyển Việt Nam trở nên vững vàng hơn ở dịp FIFA Days tháng 6 tới, nơi đoàn quân áo đỏ tiếp tục so tài với Iraq và Philippines ở vòng loại 2 World Cup 2026. Tối ngày hôm nay,
vòng 14 V-League 2023-2024 sẽ quay trở lại với những cặp đấu hấp dẫn. Và đáng chú ý, có cuộc đọ sức giữa Viettel và Quảng Nam hay cuộc đọ sức của Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những nhận định của chúng tôi trước thềm những trận đấu quan trọng này. Có một điều cần khẳng định là cả Sông Lam Nghệ An lẫn Hải Phòng đều thể hiện phong độ thất thường trong một nửa chặng đường vừa qua. Hải Phòng có thể chơi như lên đồng để đánh bại những đội bóng lớn như Hà Nội hay Công an Hà Nội. Nhưng khi niềm tin dâng trào, thì đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm lại như dội một gáo nước lạnh vào niềm kiêu hãnh của khán giả bằng những trận thua không thể dễ hơn trước các đối thủ trong cuộc đua trụ hạng. Trong lúc đó, Sông Lam Nghệ An lại thể hiện phong độ hình sin khó lường khi chuyện thắng thua của đội bóng xứ Nghệ lên xuống rất khó dự đoán. Chính sự thất thường về chuyên môn cũng như tinh thần thi đấu ấy, nên cả Sông Lam Nghệ An lẫn Hải Phòng đang trôi dần về cuối bảng. Khi thể công Viettel và Hoàng Anh Gia Lai đang có dấu hiệu hồi sinh, thì Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng được nhận định có thể phải chen chân vào cuộc đua chống rớt hạng. Dễ hiểu khi cách biệt với đội đứng thứ 13 đang là rất mong manh. Chỉ cần một trận hòa là có thể đẩy hai đội bóng này tụt lại phía sau. Nước đã thực sự dâng đến chân với cả Sông Lam Nghệ An lẫn Hải Phòng. Quãng nghỉ vừa qua được coi là cơ hội tốt để cả Sông Lam Nghệ An lẫn Hải Phòng lấy sức. Điều khiến giới mộ điệu lo âu là cả hai không có sự bổ sung nào thực sự đáng chú ý. Sông Lam Nghệ An không tuyển thêm cầu thủ nội giỏi nào và cũng không thay đổi ngoại binh chơi khá kém ở lượt đi. Thậm chí, đội bóng xứ Nghệ còn bật đèn xanh cho các cầu thủ giàu kinh nghiệm của đội ra đi. Trong lúc đó, Hải Phòng chỉ có tân binh Elogo xuất hiện. Tuy nhiên, ngoại binh này không ghi nổi một bàn thắng nào cho Bình Dương ở nửa mùa giải vừa qua đủ để mường tượng được năng lực. Không còn đường lùi và cũng không còn sự lựa chọn nào khác trong bối cảnh đang tụt dần vào vị trí nguy hiểm. Cả Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng đều biết phải tự lực cánh sinh bằng một trận quyết chiến để cứu lấy số phận. Ở lượt đi, hai đội đã mang đến một trận cầu rượt đuổi nghẹt thở để kết thúc với 4 bàn thắng chia đều cho hai đội. Khó để trông chờ điều đó sẽ tái lập, nhưng chắc chắn trận đấu sẽ căng thẳng khi hai đội đều đang khát điểm để phục vụ cho mục tiêu trụ hạng. Đã có rất nhiều thay đổi diễn ra ở thể công Viettel từ cuối giai đoạn 1 V-League 2023-2024 khi huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng quyết định thanh lọc ngoại binh. Những gương mặt cũ như Bruno, Essam đã bị thanh lý hợp đồng sau màn trình diễn nghèo nàn từ đầu mùa giải. Trên thực tế, cũng vì sự yếu kém của ngoại binh đã góp phần khiến cho thể công Viettel thi đấu sa sút, thậm chí phải trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Thế nên, khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, ngay lập tức, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã quyết định thanh lọc ngoại binh và chỉ giữ lại tiền vệ Jaha. Ban đầu, sự xuất hiện của bộ đôi Pedro Adriano đã đem về 4 điểm cho họ ở V-League và một chiến thắng trước Công an Hà Nội ở đấu trường Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, sau khi đánh giá lại thì tiền đạo Adriano đã không trụ lại bởi anh có nhiều hạn chế về chuyên môn. Mới đây, thể công Viettel đã ký hợp đồng với tiền đạo João. Chưa rõ tiền đạo sinh năm 2000 đến từ Brazil này sẽ thi đấu ra sao, nhưng thể công Viettel có thể an tâm khi phía trên có Pedro rất sắc bén. Dù là tân binh, nhưng Adriano đã ghi 2 trên 3 trận cho đội bóng áo đỏ. Đây chính là cơ sở để tin rằng thể công Viettel sẽ lột xác trong giai đoạn lượt về. May mắn cho thể công Viettel khi ngay trận đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về V-League 2023-2024, họ sẽ gặp Quảng Nam, vốn có phong độ không ổn định. Những thất bại liên tiếp gần đây của Quảng Nam khiến đội bóng này rơi tự do trên bảng xếp hạng. Tất nhiên, mục tiêu của Quảng Nam ở mùa giải năm nay chỉ là trụ hạng, nên họ sẽ biết lựa chọn trận để xanh chín. Đặc biệt, luôn tận dụng tối đa lợi thế đá sân nhà để tìm kiếm chiến thắng. Còn mỗi lần đi sân khách thì Quảng Nam luôn rất mong manh. Ở trận này, thể công Viettel tuy không có sự phục vụ của tiền vệ Jaha và Mạnh Dũng, nhưng những gương mặt còn lại đủ sức để gánh vác mục tiêu giành chiến thắng. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Quảng Nam sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Tăng Tiến, trong khi đón chào sự trở lại của tiền đạo Đình Bắc sau vụ việc chuyển đến câu lạc bộ Hà Nội thi đấu theo bản hợp đồng cho mượn không thành công. Tất nhiên, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn sẽ không sử dụng Đình Bắc ở đội hình xuất phát bởi tiền đạo này đang có dấu hiệu quá tải sau đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vừa qua. Tại lượt đi, Quảng Nam đã bất ngờ giành chiến thắng 2-0, nhưng khách quan mà nói đây là trận đấu mà thể công Viettel thi đấu nóng vội và hàng thủ bộc lộ nhiều sai lầm cá nhân nên họ phải trắng tay ra về. Gặp lại nhau lần này, đương nhiên thể công Viettel rất quyết tâm để đòi lại món nợ đó.
huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã có quỹ thời gian cần thiết để uốn nắn các học trò, vận hành theo chiến thuật đề ra. Và ba trận đấu gần đây, họ đã cho thấy những tín hiệu lạc quan về sự hiệu quả lối chơi dưới thời tân huấn luyện viên Đức Thắng. Quảng Nam sẽ chơi phòng ngự phản công như thói quen mỗi lần đi đá sân khách. Nhưng cần nhấn mạnh rằng thể công Viettel đang trên đà hồi sinh. Đặc biệt, Pedro tỏ ra rất sắc bén trong các pha dứt điểm, nên không ngạc nhiên nếu đội chủ nhà có được niềm vui chiến thắng. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin 12 giờ trưa trên kênh Tất Trần TV. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra bản tin mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo.